Thưa quý vị, hôm nay 6 tháng 2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức chương trình trao quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải cùng đơn vị tài trợ đến dự. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh tặng 1.000 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá quà tặng 500 triệu đồng.